Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin Chuyện gì mới nhất đang xảy ra Với Bitcoin và tiền điện tử Mình tên là Daniel Tới từ Tiền Academy Kênh về đầu tư Bitcoin, tiền điện tử Hay nhất tại Việt Nam Cái đầu tiên Là mình có về BlackRock Thì trước đây Nghe cái câu chuyện là Đào Bitcoin là một chuyện xấu Nó làm ảnh hưởng môi trường nó làm tổn thương môi trường nó làm nhiệt độ của thế giới, đúng không? trái đất nóng hơn. Nhưng riêng vừa rồi BlackRock mới dính dáng vô. nghe, BlackRock bắt đầu thu gom Bitcoin, uh, BlackRock bắt đầu đăng ký Bitcoin, nghe, spot ETF và bắt đầu những tờ báo chí mà BlackRock nghe uh, uh, có tiền trong đó, những cái tờ báo chí, những đài truyền hình thì bắt đầu lan tỏa thông tin là đào Bitcoin là một cây nó là một chuyện khác nó không có làm ảnh hưởng với ô nhiễm môi trường cũng giống như vừa rồi cái tờ báo Forbes uh, cũng ra ghi về về Bitcoin mining nghe đào Bitcoin là một chuyện khá là tốt khá là tốt nghe ok tiếp tục thì vừa rồi nghe cái vừa rồi uh, cái, uh, cái 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 vừa gọi là cái 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 uh, cái chu kỳ vừa rồi thôi đó nghe riêng thằng Bitcoin nó từ 3.200 nha 3.200 và nó lên tới uh, có gần được 70.000 à thì cái đợt đó vừa rồi á, uh, thì nó lên chỗ đâu được có 20 ác à là hai chục lần à thì ngay bây giờ cái con giá của mình á uh, nói về đi đi lại quá khứ chút xíu thì có thể nói là cái 15.500 15.600 đó là cái đáy vừa rồi của nó dựa theo những cái chữ chống lưng vừa rồi nghe uh, nó khó nó vừa rồi nó rớt xuống đúng không rớt xuống dưới ba chục ngàn là sau đó là có người nhảy vô mua bơm nó lên lại liền thì ngay bây giờ dựa theo những gì mình thấy trên bàn á thì là gọi là cái cái thị trường châu đã bắt đầu và có thể là 15 000 ba trăm uh, 15 mười lăm ngàn sáu trăm ngàn năm đã là đấy rồi thì mình đặt ra câu hỏi cái lần này cái chu kỳ này nghe cái chu kỳ này nó sẽ ác được bao nhiêu lần Thì đó là một cái câu hỏi Bạn nên Bạn nên Bạn nên gãi đầu Và cái nền tảng này là cái nền tảng cung cấp những cái tín hiệu đó Cho bạn Ok Tiếp tục uh, Riêng về nói về những người gọi là uh, Phát triển cái nền tảng blockchain Những cái người mà Kỹ sư Ok thì về cái uh, về cái gọi là nguyên cái gọi là cái cái thị trường tiền điện tử này luôn á thì nó có tới 21 chiều ngàn người nghe đang phát triển những cái blockchain đó nhưng số nhiều thì đang nằm ở trên ba cái gọi là ba cái nền tảng này ok ethereum tới 500 trăm ok năm người đang 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 phát triển nó ok những cái người kỹ sư á ok uh, dot thì 1923 ok adam thì một nghìn sáu ok ba cái nền tảng này Ngài có số lượng, ngà có số lượng tới 45%. Những người kỹ sư đang phát triển những cái nền tảng đó thì giá nó sẽ đi đâu. Ok. Đây là những cái gọi là Adam. Ok thì uh, rõ ràng bạn đã biết những cái gọi là những cái cái chu kỳ này nó sẽ vẫn còn tồn tại. Được okay. uh, Ethereum thì cái chu này, chu kỳ này vẫn còn tồn tại. Dot. Ok, vẫn còn tồn tại nhưng có vẻ là nó hơi yếu hơn, yếu hơn. Ok. Tiếp tục riêng ngay bây giờ nghe. số lượng mà Bitcoin đã mua số lượng Bitcoin đã được mua nghe lên tới Ok 55592.000 đồng đã mua với cái giá là 30 30 200 30, 200 số lượng 592.000 đồng đã được mua với cái giá đó thì ngay bây giờ về cái giá mà gọi là ngay bây giờ cái giá của Bitcoin ngay bây giờ là 300.000 342 Thì nó gọi là cái giá mà gọi là Bây giờ nó bay bỏng Nếu nó bay bỏng lên chút xíu Thì người ta sẽ có lời Cái 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 đám mà người ta mua 500, 592 ngàn đồng này sẽ có lời Còn mà nếu mà nó, nó, nó rớt chút, chút xíu Thì người ta Người ta sẽ bị lỗ Người ta sẽ bị lỗ Bởi vì vậy Cái con giá nó ba mươi mấy ngàn Nó đứng đây khá là dài rồi Ngày này qua Ngày nọ Ok không chỉ vậy nữa thì riêng á thì ngay bây giờ nó nói lên câu chuyện á bây giờ nếu mà giá nó xuống cái giá mà nó sập đi chút xíu nó xuống xuống khoảng cỡ 29 ngàn 28 ngàn nghe à, hoặc ít hơn thì những cái người mà gọi là tay giấy những cái người mà vừa rồi mua với công giá là 30 200 á thì người ta người ta sẽ xả và nếu nó xả thì nó sẽ đẩy giá xuống thêm chút xíu nữa chút xíu nữa để cho mọi người gọi là uh, uh, rẻ hơn để mọi người mua vô. Ok. Và mua vô thì mua chỗ nào? Ok. Thì ở đây mình cung cấp cho cho bạn. Ngay bây giờ. Riêng là Standard Chartered Bank là một cái nhà băng khá là lớn. Nó có tới 800 tỷ đô la, 800 tỷ đô la. Thì nó nói á, lúc mà cái giá Bitcoin nó đi lên đó, đúng không? Giá Bitcoin đi lên. Thì những cái người đào Bitcoin á sẽ không đem Bitcoin đem đi bán đâu. Nghe, bởi vì nó đang lên mà thì người ta cũng muốn uh, gọi là vô cái cuộc chơi này. Nó lên, ok, thì mắc mới gì phải bán để nó lên thêm, để nó lên thêm. Thì lúc bởi vì vậy, lúc ngay bây giờ số lượng Bitcoin là ngay bây giờ là 900 đồng được đào ra mỗi ngày. Và cái phần trăm nó đem đi bán cũng khá là cao bởi vì sao? Nó đang tranh thủ lấy cái đồng tiền đó để nó đầu tư vô máy móc để nó cố gắng nó đào. Cố gắng đào càng nhanh càng tốt Bởi vì sao? Nó biết tháng 4, 2024 Số lượng Bitcoin được đào ra sẽ giảm đi mỗi ngày 50% Từ 900 đồng xuống còn 450 Bởi vì vậy Nhưng mà Bitcoin càng ngày càng đi lên đó, Thì người ta sẽ giữ nó Bởi vì sao? Càng đi lên mà Người ta đâu có thô, thô lỗ đâu Bởi vì vậy Người ta sẽ giữ nó Và nếu nó giữ đó Thì nó gọi là cái reducing the supply có nghĩa nó giảm đi cái, cái 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 số lượng cung cấp cho cho thị trường bởi vì vậy bởi vì vậy đó là gọi là một cái gọi là một cái đẩy để cho bitcoin còn leo thang lên thêm nữa ok tiếp tục tiếp tục à, cũng là uh, standard order charter, uh, charter bank ok thì ra tuyên bố á, thì cuối năm này khoảng cỡ cuối năm này thôi thì bitcoin lên tới 50.000 Ok 50 ngàn Ok Ngay bây giờ là con giá là 30 ngàn Và cái năm kế tiếp Nha kế tiếp Thì nó có thể lên tới 120 ngàn Những con giá này là con giá gọi là ít nhất Gọi là ít nhất Bởi vì sao Nó thường thường nó đưa ra con giá Thì nó không muốn đưa ra con giá cực kỳ cao Nó muốn đưa ra con giá là gọi là thấp nhất nhất có thể Để anh chi để cho nó gọi là cái câu để để nó quay lại quá khứ và nó chứng tỏ nó nó chứng tỏ nó là nó chứng tỏ nó nó đã làm đúng bởi vì vậy mà ít nhất rõ ràng nghe cuối năm này một Bitcoin mà không lên được 50.000 á thì những người miner sẽ bị âm âm âm, có nghĩa là bị lỗ, lỗ lỗ và cuối năm này mà mỗi coi không tới được một à, 50.000 thì có rất là nhiều người miner sẽ bị phá sản. Nó là vậy. Ok. Thì bạn nghĩ sao về giá của Bitcoin? Uh, Riêng uh, Bitcoin for freedom. Ok, cho mình xin xíu. thì uh, cái này là uh, uh, cái này nó nói lên cái cái vấn đề mà gọi là uh, proof of a stake, And proof of work, proof of stake uh, cũng giống như Ethereum thì mình uh, ok mình tin tưởng những người giàu đúng không và những người founder là nó nó ra luật cho nó, nó chuẩn nghe cái đó là cũng giống như hệ thống mà uh, hệ thống của Ethereum proof of stake người nào có nhiều cây cái, cái bị lớn nhất có nhiều Ethereum nhất thì nó có tiếng nói nhiều nhất trong cái trong cái cái cái, cái blockchain đó còn uh, central bank central bank là những nhà băng uh, là trung ương á thì chỉ có nói là uh, mày cứ tin tưởng tao đi mày cứ tin tưởng tao đi ok còn cái này là proof of work đó, có nghĩa là giống như uh, bitcoin ok thì nó nói là uh, không tin tưởng ai hết mày chỉ tin tưởng toán thôi trust math tin tưởng toán thôi thì cái lựa chọn vẫn là bạn nhà lựa chọn vẫn là bạn okay. cái màn hình kế tiếp thì nó nói lên cái vấn đề hash rate cái hash rate ấy, thì đơn giản là để rút ngắn là nó nói lên cái sự an toàn của hệ thống bitcoin an toàn của hệ thống bitcoin ngay bây giờ giá bitcoin thì lên đâu được 30 ngay bây giờ là 30 339 ok à, vừa rồi nó rớt từ 70 000 xuống tới đây nhưng về cái hệ thống bitcoin ấy, thì càng ngày càng tăng nghe nó không đi đâu hết càng ngày càng tăng càng ngày càng tăng ok uh, riêng cái cái bài này thì nó nói nó nói lên cái vấn đề mà blackrock nó có tay chân vô tất cả những thứ bạn thấy nghe thì riêng cái nào này á nó nói lên cái vấn đề mà gọi là uh, trung quốc ngăn chặn cái 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 vấn đề mà đào bitcoin á, đào bitcoin nghe ở ở trung quốc thì nó có nó có nó có tay chân ở Trung Quốc của, của Blackrock đứng trong đó hết, nó đẩy đưa Trung Quốc đúng không để cho Trung Quốc xả 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 tôi gọi là ngưng ngưng đào để giá nó sập để làm gì Blackrock mua cho nó rẻ, ok và không chỉ vậy nữa nghe Blackrock cũng có uh, một cái nguồn tiền khá lớn trong những cái 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 vấn đề mà Elon Musk nghe đang quản lý thì bởi vì vậy có thể là Blackrock đã đẩy đưa Elon Musk ra bán 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 Bitcoin Nghe bán Bitcoin Và bởi vì Elon Musk bán Bitcoin như vậy á Đây là một người giàu, giàu nhất thế giới mà Đúng không? Một người một người có tiếng nói rất là lớn mà Thì bởi vì vậy giá nó sập để làm chi? Để BlackRock nhảy vô mua Nhảy vô mua Chứ không có gì hết Ok nào cái bị của BlackRock nó khá là đầy rồi Chắc chắn là hơn 10.000 Bitcoin ok bởi vì vậy cái ETF thì bắt đầu là nó nó đăng ký cho cái ETF nghe ở uh, cái spot Bitcoin ETF ok nhưng mà bởi vì vậy thì cái giá của Bitcoin nó sẽ đẩy giá Bitcoin tới gọi là nhanh hơn hơn tất cả những thứ bạn có thể suy nghĩ được đây là một quỹ lớn nhất thế giới nắm trong tay 10.000 tỷ 10.000 tỷ ok thì cái vấn đề mà một Bitcoin tới một triệu đô nó sẽ đi nhanh hơn bình thường ờ, uh, bình thường À, riêng ở đây đây là nói là dựa theo những gì nó thấy ngay bây giờ ok cái chu kỳ này ba chu kỳ trước xin lỗi bạn ba chu kỳ trước đúng không nó khác nhau là ba cái chu kỳ trước á, trước khi ba cái chu kỳ trước á, thì giá là người ta bỏ, bỏ 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 bitcoin lên những cái sàn để người ta bán để người ta chốt đơn bởi vì cái hát nó tới đúng không số lượng bitcoin được giảm đi 50% giá sẽ tăng thì người ta bỏ lên sàn người ta bán nhưng riêng cái chu kỳ này số lượng Bitcoin á, thì càng ngày càng được giảm. Nghe, the amount of Bitcoin available to trade decrease over time. Càng ngày số lượng Bitcoin ở trên sàn thì càng rớt. Ok thì rõ ràng mình những cái thứ đấy thế thì mình chia sẻ cho bạn hàng ngày cho những người nào mà cập nhật những thông tin của Tiên Academy hàng ngày thì rõ ràng mà đã biết. Nhưng bởi vì vậy nếu mà cái cái trend này, cái xu hướng này tiếp tục xảy ra, tiếp tục xảy ra thì chắc chắn một ngày nào đó cái supply shock sẽ xảy ra có nghĩa là không còn bitcoin nữa mà để mua và bán mình thực sự không biết chừng nào chuyện đó xảy ra nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì tất cả những cái đồng bitcoin giá của bitcoin sẽ lên trên mây rất rất là nhanh rất là nhanh ok cho những người nào muốn nhận tín hiệu nghe về mua và bán của đồng những cái đồng Bitcoin Bitcoin cũng giống như Ethereum cũng giống như những cái đồng altcoin thì bạn có thể tham khảo cái cái, cái cái, nền tảng này ở trên Twitter. Đây là cái cái tên bạn có thể tìm mình. Ok. Cái xác suất phần trăm chính xác của Bitcoin về Ethereum mình đã cung cấp cho gia đình thứ hai của mình ở ngoài xã hội, những người anh em ở ngoài xã hội. 6 tháng trời. Đây là những người thật, mình không trả phí cho họ. Mình không nhờ họ ghi những câu hay ho về mình Mình chỉ chia sẻ những cái tín hiệu Mình dùng cho chính bản thân mình Mình cung cấp cho họ Mình dính vô cái thị trường này 6 năm trời Mình đã giao dịch thành công 4 năm Và quyết định chia sẻ những cái tín hiệu của mình 6 tháng xác suất lên tới 90-95% Làm sao để xác thực những cái thơ, những, những những cái tín hiệu đó Trước khi bạn bỏ một hôi sức lực của bạn Trước khi bạn có bạn, bạn, bạn nhảy vô đây để bạn lấy được tự do tài chính cho bản thân của mình. Thì đây là cái video nó hướng dẫn bạn làm sao để xác thực. Nó nằm ở trên cái nền tảng tiền Academy, ok, tiền Academy. Ok, tiền Academy. Thì bạn lên bạn lấy cái tên này, bạn dán lên trên YouTube là bạn có thể tìm ra cái video này, ok. Và riêng coi cái video này thì bạn sẽ xác thực được những cái tín hiệu vừa rồi của mình. Vậy thôi. Mình tên là Daniel tới từ tiền Academy, kênh về đầu tư Bitcoin. Tiên điện tử hay nhất tại Việt Nam. Xin chào mọi người.